Rồi, xong một máy 105 chị, Esup của Đắk Lắk nha quý anh chị. Đây, máy 105X nha quý anh chị. Hôm nay là em bấn được cái bồn ra, bây giờ bắt đầu đang làm bảo dưỡng với lại nâng cái bồn hứng bao lên. Bắt đầu làm. Đây. Để em đang tranh thủ nhất cho cái máy này về sớm nha. Đắk Lắk thì đồng cũng chuẩn bị gặt rồi. Gắn siết cho anh em luôn. Đây, 105X bây giờ em đem ra sao chứ đầu làm bảo dưỡng toàn thể luôn ha. Em đang chuẩn bị lên một cái bồn hứng bao hai họng hứng. Rồi, một ngày mới của máy này thì bây giờ em cũng đang tiến hành lắp những cái đồ inox vô lưới nè ha. Lưới mới. Inox mới luôn. Inox mới đây luôn. Rồi, bữa nay em đã lên bồn xong, bảo dưỡng dàn chân cũng xong, mới ráp vô, ráp khoan mới, bồn mới. Rồi, 105 về Đắk Lắk đã xong, em chuẩn bị lên máy nha. Máy nó hoàn chỉnh rồi nha quý anh chị, bây giờ em cũng quên quay cái máy này cận cảnh cho quý anh chị xem. Thì máy đã xong rồi ha, em sẽ quay sơ sơ cho quý anh chị xem từng chi tiết luôn. 105X nha. Đắk Lắk năm nay là chơi máy lớn luôn ha. Bác chủ này vô chơi máy lớn luôn. Đây, hạ bồn xong hết rồi ha. Dán tem đồ xong luôn. 105X. Rồi, bây giờ em bắt đầu lên cái máy DC105X này về Esup của Đắk Lắk nha. Máy đã làm bảo dưỡng xong rồi. Máy này dàn chân rất là cao nha quý anh chị, dàn chân là siêu cao khổng lồ luôn. Đây. Mấy anh em Esup hôm nay chơi lớn à, chơi luôn 105 hàng khổng lồ. Này phụ tùng cũ. Rồi em mới giờ để cái hàm máy gặt lên nha. Thì cái này 105 cho nên là phải để ra riêng. Rồi giờ em bắt đầu bò lên nha quý anh chị. DC 105X. Về Esup đó lắm à. Đây, quay nhiều góc cho anh em xem luôn nha. 105X. Rồi, xong. Ê máy luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Máy đã lên hoàn thành này ha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy lướt ha. Được rồi, mà giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm.
ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây